Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn một cây đàn guitar Nhật cao cấp Yamaha FG300D. Đây là cây đàn guitar acoustic dáng D, thùng to. Trước khi quay chi tiết cây đàn thì tôi giới thiệu cây đàn nó sẽ đi kèm một chiếc hộp cứng. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai hộp này đều được. Cả hai hộp thì đều là dành cho đàn guitar acoustic dáng D, cho nên các bạn cho vào nó sẽ vừa zin luôn. Đây là nỉ màu lông chuột. Còn bên đây là nỉ màu xanh. Nếu như các bạn không lấy hộp cứng, chúng ta chỉ lấy đàn thì sẽ được giảm 500 ngàn các bạn nhé. Nếu như chỉ lấy đàn thì sẽ được giảm đi 500 ngàn. Còn nếu như các bạn lấy thêm hộp cứng thì giá nó sẽ tăng lên 500 ngàn. Bây giờ tôi sẽ mang ra ngoài trời sáng để chúng ta quan sát cho nó rõ các bạn nhé. Các bạn thông cảm là tôi đang bị mất giọng nên nói nó cũng hơi khó một chút, cho nên tôi sẽ nói rất là nhỏ thôi. Và chúng ta tập trung vào cái nội dung và hình thức của cái cây đàn. Đây là cây đàn guitar zin Nhật, thương hiệu của Yamaha, một thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn tổng thể bốn xung quanh và từng góc cạnh của cây đàn. Sau đó cuối video tôi sẽ test âm thanh. Đây là phần tem đàn các bạn nhé. Yamaha, công ty Nippon Gaki, model FG300D. Và dòng cuối cùng là Made in Japan, Nhật Bản. Đấy, dòng cuối cùng là dòng Made in Japan, Nhật Bản. Cây đàn này sử dụng khóa vàng. Khóa vàng nhìn rất là cao cấp. Dòng chữ Yamaha ngay trên đầu đàn. Nói chung thì bộ khóa là cũ rồi chứ không phải là mới. Nhưng mà nhìn nó vẫn còn màu vàng óng. Có chữ dập nổi Yamaha Japan. Đây là khóa nguyên zin nguyên bản của đàn. Tổng thể cây đàn nhìn khá là mới. Gần như không thấy có vết nào là vết cấn hoặc là có vết nào va đập nghiêm trọng cả. Chỉ là đàn đã qua sử dụng cho nên là nó là đàn cũ, chứ nó không thể 100% là mới tinh được. Nó sẽ có một số vết xước nhỏ mờ trong quá trình sử dụng. Tôi sẽ đi từ trên xuống dưới là đầu đàn, khóa đàn, cần đàn, mặt trước cần đàn, mặt sau cần đàn. Cần đàn không có dấu hiệu bị va chạm, nứt, vỡ, gãy hay sửa chữa. Đây là phần gót cần đàn. Các cái đường keo khít luôn. Đường keo gót cần khít, không bị hở, vênh, không bị rời. Đường keo mặt top với tút cần đàn cũng khít luôn. Tiếp theo là đến mặt đàn thì chúng ta quan sát thấy màu sắc của nó cũng còn rất là mới. Tuy nhiên là đàn đã qua sử dụng cho nên là chúng ta thấy có một cái vết va chạm ở đây, một cái vết rất là nhỏ thôi, không có ảnh hưởng đến âm thanh của đàn, một vết nhỏ. Tem đàn cũng còn mới, rõ nét, không có bị ố, bị thấm nước, không rách ở đâu. Đây là phần cầu ngựa đàn. Cầu ngựa đàn.
cầu ngựa đàn cũng khít luôn, không có một dấu hiệu nào là sửa chữa hoặc là bị bong, vênh hay rời keo. Ở mặt đàn thì các cái đường viền được khảm xà cừ để tăng thẩm mỹ và giá trị của cây đàn. Cần đàn và đầu đàn có đường bo trắng, nhìn rất là chỉnh chu và tỉ mỉ. Có nhiều dòng đời thấp thì nó sẽ không làm cái phần bo này để tiết kiệm thời gian, nhưng nhìn nó sẽ không được mượt mà và không được tỉ mỉ như là cây đàn này. Tiếp theo là phần hông đàn, vân gỗ nhìn rất là rõ ràng, đây là gỗ thật chứ không phải là nhựa, không phải là giấy mà nó là gỗ. Lớp gỗ được uốn tạo thành hông, phần đây là không, đúng rồi là phần hông đàn có rõ vân gỗ. Phần lưng cũng như vậy, gỗ nhìn cũng rất là rõ nét, có vân gỗ. Cả lưng và hông và mặt đều không có vết va chạm, cấn vỡ, không có bị nứt, không bị thủng. Tất cả đều liền mạch, chỉ có một số vết mồ hôi bẩn do tay tôi cầm vào. Vết này tôi vừa mới cầm, chúng ta lau đi là sạch các bạn nhé. Vấn đề của đàn chỉ là những cái vết bụi, vết sương mờ thôi, chứ còn tổng thể cái đàn tôi đánh giá là một cái đàn đẹp, còn khá là mới về ngoại hình, cũng được trên 90%, không nứt vỡ, không thủng, không dập. Đàn cầm chắc chắn và nặng tay. Âm thanh thì cực hay, vì dòng đàn này cũng là đòi khá cao so với người dùng bình dân ở Việt Nam chúng ta. Như vậy là tôi đã quay cho các bạn xem tổng thể của cây đàn. Cây đàn còn khá là mới, không bị nứt vỡ, không xước nhiều, chỉ có những xước rất là mờ, khó thấy. Khóa vàng cao cấp. Bây giờ tôi sẽ test âm cho các bạn nghe. Bây giờ tôi sẽ test âm về cây đàn Yamaha FG300D. Do đang bị mất giọng do thời tiết nên là cái giọng nói của tôi nó cũng hơi khó nghe một chút, mong các bạn thông cảm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh của cây đàn. Đây là 6 dây buông. Cây đàn này có ti chỉnh cần nằm ở trong hộp đàn các bạn nhé. Ti chỉnh cần nằm ở đây. Còn cái dòng 301 thì nó nằm ở trên đầu. Còn cái dòng này là nằm ở trong đây. Rất là thuận tiện, chúng ta lùa cái thanh lục lăng vào chúng ta vặn được, chứ không cần phải tháo ba con ốc ở trên đầu này, giống như dòng FG301. Test sau dây buông. Số hợp âm cơ bản. Dài chép.